chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì em xin phép chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Hoàng Khải, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp là quản lý dịch vụ khách sạn ở Phú Quốc, Kiên Giang. Và đó cũng là quê hương mà hai chồng đang sinh sống ạ. Mời em. Dạ, lời nói đầu tiên xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận với tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Phạm Huỳnh Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp của em là kinh doanh online ở Phú Quốc, Kiên Giang. Bây giờ mời hai em hãy cho chương trình được biết rằng là các em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các bạn nảy nở ra sao? Dạ thì hai chồng em tính ra quen nhau, bắt đầu đi học lớp 6 thì hai chồng học cùng lớp với nhau, có cảm tình từ từ và nói chung là lớp 6 đã thích nhau rồi. Dạ. Nhưng mà Khải, ai là người chủ động với như viết thư rồi? Dạ em nhớ chắc là em. Tụi em thì học chung với nhau á, nên là có cô hay tổ chức học nhóm á chị. Thì ảnh viết thư, viết một tờ giấy nhỏ để trong cái cuốn tập, gửi cho em, em xem. Trong đó anh kẹp cái hình ảnh trước, anh tặng cho em trước, xong rồi anh xin lại nhưng mà em chưa cho. Xong rồi giờ ra về anh ruột theo em, anh xin, anh đòi mà em. Mới lớp 6 rồi đó hả? Cái mối tình của em ở lớp 6 á, bây giờ ngoài cái việc là cho hình ra còn có cái gì nữa không? Dạ, thật ra thì lớp 6 không chơi nữa, xong lớp 7, lớp 8 thì cực kỳ ghét nhau. Do vợ em chơi mấy cái bạn ít học với là học không chịu học á, nên là uống cà phê đó đây dạ. Nên em thì em không thích lắm, cái hai chồng không thích nhau, cái quá lớp 9 học lớp hoài với cái thân với nhau chơi lại rồi thích lại cái nhà vợ em như tại ngay trước cửa của nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc, cái hẹn hò trốn nhà rủ bạn bè là hay lên nghĩa trang chơi lắm. Tối 11 giờ đêm cũng ở trên nghĩa trang chơi hẹn hò trên đó. Nhưng mà vô nghĩa trang làm gì? Dạ vô nghĩa trang thì lên nó hóng mát, nhìn cái view của thị trấn, cái khung cảnh của thị trấn. Cũng có một số lần hai đứa núp mưa hẹn thùng nắm tay nhau. Sau đó là nắm tay rồi đạt được mục đích rồi, nắm tay rồi là thôi rồi là hết mưa đi về nhà. Sau đó có nâng cấp địa điểm không? Dạ có, ở nghĩa trang hoài. Dạ có, nắm tay xong là sau đó chia tay luôn. Thật vậy không nội? Dạ chuyện tình tụi em nó ly kỳ lắm, lên cấp 3 thì không có thương nhau nữa, do em tính em hơi bay bớm tí, có bồ mới. Dạ đúng rồi, nhưng mà trong giai đoạn đó là hai đứa thân nhau lắm. Em có bạn gái mới, em dẫn ra nhà vợ em chơi. Có Thảo có bạn trai không? Dạ có. Có luôn, rồi dạ. Có kể cho bạn này nghe không? Dạ có, cũng có đi chơi chung. Đứa thân nhau quá, anh cũng có bồ. Lớp 9 là chia tay nè, dạ, chia tay mấy bao lâu? Dạ đến lớp đầu năm lớp 12, bắt đầu hai đứa quen lại với nhau. Sau quá trình chơi thân, là chính thức quen lại và yêu đến bây giờ luôn. Là lớp 12? Dạ. Nắm tay là lớp 9? Dạ. Dạ. Lớp 9 nắm tay rồi hung đầu tiên là... Dạ thì là cái 2008 đó, là chính thức cái đêm đó đi hẹn hò xong hung nhau xong là quen lại chính thức luôn. Hung ở đâu? Nghĩa địa hay chỗ? Dạ không, hung một điểm. Một điểm nó lãng mạn hơn là ngoài bãi biển. Hẹn gì bãi biển cho nên dính. Đúng không? Nghĩa địa là nghĩa địa nữa. Rồi lên tới sinh viên thì sao? Cái mối tình sinh viên của các bạn như vậy? Dạ lên sinh viên thì nó gặp biến cố nữa. Nữa hả? Là cũng em nữa. Bay bướm nữa đúng không? Dạ. Đó, và bị Thảo phát hiện và chia tay nữa đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là kể sắp chia tay luôn. Ông này ông bay bướm thì sao? Ông quen mấy dạ, cô. Dạ thì khi mà lên đại học thì em ảnh không còn học chung với nhau nữa. Thì ảnh ở Cần Thơ, em học ở Hậu Giang. Thì lúc đó cũng có một số bạn thích ảnh á. Rồi cứ đi học cùng lấy điện thoại của ảnh nhắn tin cho em là nói là ở trên đây anh có bạn gái này kia, không thương em nữa này nọ gì đó. Rồi xong em hỏi ảnh có không, ảnh nói cũng có. Xong rồi em đòi chia tay nhưng mà không chia tay được. Ông không chịu đúng không? Ảnh không chịu. Thật ra thì không phải là quen kiểu như yêu nhau, mà là em, cái tính em là em thích giao lưu bạn bè. Ở đó vợ em chưa có lên với em học. Ở đó em buồn, em một kiếp xá em buồn. Mà giao lưu với con gái không à? Đúng không? Dạ, giao lưu với con gái. Đi chơi bạn bè chung lớp xong rồi thích nhau thì uống nước thôi, chứ cũng không có bất cứ chuyện gì nó vượt quá giới hạn. Không làm gì mà chắc phải là dùng, mà em không chia được. Dạ. Dùng khổ nhục kế luôn. Đúng. Thì đó để hỏi anh dùng khổ nhục kế, anh đi xe đạp hồi đó thời sinh viên là phải đi xe đạp. Anh đạp xe đạp từ Cần Thơ xuống tới chỗ em học. Bao nhiêu km? Mười mấy cây số ha. Mười hai cây số. Mà đạp là đạp mỗi ngày hay là đạp tuần mỗi đạp tuần? Đạp mỗi ngày, giống như là sau khi anh đi học về 4-5 giờ anh đạp xuống. Trời năm ơi. Nãy em thôi, nó là không bạn anh thôi chứ không có gì đâu. Ngày nào cũng vậy luôn. Dạ, anh có làm cho em một cái hộp hạt tự tay anh xếp cho em. Đó. Dạ, 1000 con hạt giấy. Xong là giống như tụi em hứa với nhau là ráng học này kia, xong sau này mình học xong rồi á thì cũng tiến tới chuyện hôn nhân. Đó là em nghĩ chuyện đó nên là em không có chia tay anh được. Rồi lúc đó là em cầu hôn vợ em là năm dạ, thứ mấy? Dạ cầu hôn thì khi ra trường rồi em làm việc tới năm 2016 thì em mới cầu hôn vợ em. Là nay lấy nhau được con gì cũng 3 năm hả? Dạ 3 năm. Rồi
Bây giờ nè, cưới nhau thì cho hỏi nghe cái đêm tân hôn hay có gì đặc biệt không? Dạ, đêm tân hôn thì hai đứa đã gần nhau rồi thì trước kia rồi thì đêm tân hôn nó thật sự nó không còn quá hồi hộp nữa. Nhưng mà nó sẽ cuồng nhiệt hơn. Có em bé chưa? Dạ có, em có hai cháu. Hai cháu rồi. Ba năm hai đứa. Ba năm hai đứa. Bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em thì tật xấu anh là ảnh là người rất là kỹ tính, sạch sẽ. Nên là cái chuyện trong nhà là mọi thứ anh làm hết mà anh làm phải sạch, thiệt sạch mới được. Rồi ảnh hay ngủ mớ ban đêm, tự nhiên đang nửa đêm ngồi bật dậy, ảnh nói cái gì đó xong anh cười. Nhưng mà thật cũng thường xuyên, anh diễn ra thường xuyên. Mà cái đó không phải tật xấu. Xấu kìa. Nào cố tình mớ kìa mới là xấu. Dạ. Xấu. Rồi ảnh nóng tính. Đó, cái đó đó. Cái đó. Mỗi lần nóng tính thế nào thể hiện? Nóng tính ảnh hay nổi nóng với con á, nhất là con trai á, giờ nó lớn rồi, nó quậy. Mà anh nói không nghe là nhiều khi anh nổi nóng lên là anh la con rồi anh nhiều khi anh đánh con luôn. Đó, dạ. Cái đó xấu quá. Rồi tiếp tục. Chồng em chỉ có những tật xấu vậy thôi chứ ngoài ra là... Chỉ có gì những cái tật xấu nóng tính à? Nóng tính dạ. Thôi đúng không? Rồi tới em đó Khải. Tính xấu thì bảo em ít. Chỉ có cái những cái nhỏ nhặt ví dụ như thói quen từ hồi còn ở nhà với ba mẹ nên là ngủ nướng. Kêu dậy thì vợ không chịu dậy sớm do đó là kéo em theo em ngủ nướng theo luôn. Ngủ nướng. Dạ tiếp theo là vợ em hay có cái tính là nhờ vả. Anh ơi anh giúp em cái này, Vi giúp chị cái này nữa là ở nhà ai cũng sợ vợ em chứ. Làm biến đó phải không? Và vợ em có tính là hơi nóng, đồng đổng lên á. Có ghen không em? Có ghen nhiều, anh nhắc em mới nhớ, ghen lắm. Em hay có chị nuôi, em nuôi cái thứ trong công ty rồi bạn bè và xã hội. Đi uống nước, đi nhậu thì vợ em luôn về chừng cái câu là đi với ai, khi nào về. Và thấy ai mà có đối tượng mà nguy hiểm quá thì dùng mọi cách để níu giữ ở nhà không cho đi. Cách ly ra. Dạ. Rồi giờ mỗi lần mà cô ấy giận lên cô ấy có cấm túc không? Cái vụ hai chồng hả? Có cho nhịn không? Dạ nhịn nhiều lắm. Tính ra em là một trong những người đàn ông mà khổ nhất Việt Nam. Sao lý do sao? Lý do là em cưới vợ ba. Chia sẻ với em. Em cưới vợ 3 năm chứ thời gian hai chồng gần nhau rất là ít luôn. Tại vì khi mà trước khi cưới là mẹ vợ đang bị bệnh nan y. Đó nên là lý do cưới nhau cũng là như vậy. Rồi mẹ vợ mất xong rồi tới sinh con đầu thì nhu cầu không có. Nhu cầu không có là sao có đứa thứ nhì? Tại vì nó dồn nén nhiều quá. Canh được một lần là có luôn. Rồi ngưng nữa. Dạ ngưng nữa. Tại vì em nói em là khổ nhất Việt Nam mà. Nhưng mà gọi bây giờ con lớn rồi. Quậy luôn, quậy luôn. Không có luôn. Sao kỳ em? Sao vậy? Tại vì bây giờ là ở nhà em chỉ có một mình em trông hai cháu thôi. Suốt ngày vậy đó cũng mệt mỏi nhưng mà sanh xong á như là cái tiết tố thay đổi hay sao á. Không có nhu cầu như hồi xưa nữa. Trời ơi! Bây giờ ghen không cho người ta đi tầm bậy em bạ mà bây giờ. Trời đất ơi! Rồi cấm ta rồi hỏi sao mà. Nói nghe này xong đi bác sĩ. Tại nó bây giờ nó có những cái loại thuốc mà tăng cường tiết tố nữ mà. Có. Qua đợt này em lên đây em cũng nói với anh phải mua thuốc cho em uống đi. Đi bác sĩ liền. Yeah. Rồi uống thuốc vô rồi đó rồi ấy rồi làm cướp biển trở lại. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Khải? Thì đó thay đổi cái đó thôi chứ còn gì nữa. Còn gì nữa dạ không? Cũng còn giống như là bên cạnh đó thì cái tính nóng nảy của vợ em bớt lại tại vì nó cứ điều độ là hết quá. là hết nóng tính hết nóng giận có nghĩa là vậy nè quá cực cái thân em hiểu không vừa chăm hai đứa nhỏ rồi quán xuyến chuyện gia đình á nó mệt mỏi nó không buồn nghĩ tới cái đó tới đó nữa nhưng mà đó là về cái tinh thần của em không nghĩ thôi chứ cái thể xác của em cái cơ thể của em á em vẫn là người phụ nữ thành ra em không có được đồng đều thì bắt đầu nó sẽ nóng nảy nó sẽ đủ cái chuyện mà nó bị bốc quả lên Rồi bây giờ Thảo mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì đối với chồng em thì hiện tại là em cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ mong anh thay đổi là cái tính anh bớt nóng, anh kiên nhẫn, anh dạy con thôi. Trời ơi, hai bên đều nóng hết. Là đúng rồi. Bây giờ cái chìa khóa để giúp cho hai em trở nên bình thường, trở nên đáng yêu, cảm thấy tuyệt vời ở cuộc đời này đó chính là gì? Đi bác sĩ. Đi, phải đi nghe. Bác sĩ tư vấn nghe. Xin chúc hai em sẽ có sự thay đổi, sẽ thăng hoa hơn nữa để làm cuộc sống yêu đời và tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn hai đứa luôn nghe. Hạnh phúc.